Hello, chào mừng các bạn trở lại với clip hướng dẫn lập trình căn bản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn và duyệt cây nhị phân. Ok, chèn thì cây nhị phân này là cây nhị phân tìm kiếm nha. Tức là một cái nốt muốn chèn vào cái dây cây nhị phân tìm kiếm thì rất là dễ rồi. Tức là nốt, chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu như cái nốt cần chèn nhỏ hơn nốt gốc thì chúng ta chèn sang bên trái. Và nếu như nó lớn hơn nốt gốc thì chúng ta sẽ chèn sang bên phải. Cứ như thế tìm đến cuối, chúng ta sẽ tìm được cái vị chính xác của nó để chèn vào. Cụ thể giả sử như mình muốn chèn thêm một số 50 vào cái cây nhị phân đã có như thế này, chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên là vào 50 lớn hơn 18 rẽ phải, 50 lớn hơn 37 rẽ phải, 50 lớn hơn 40 rẽ phải, và cuối cùng thì nốt 50 nó sẽ nằm bên phải nốt 40. Ok, còn đối với duyệt, thao tác duyệt thì có 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm, thì mình sẽ viết code cụ thể ở trong. Nhưng bây giờ mình giả sử mình duyệt theo một số cách đi, giả sử là duyệt theo kiểu nốt left right thì nó sẽ duyệt nốt, kết quả duyệt chúng ta là nốt left right 18, 13, 15, 37, 23, 40. Đó là kết quả duyệt của nốt left right. Bây giờ kết quả duyệt của left nốt right đó là 13, 15, 18, 23, 37, 40. Ok. Bây giờ kết quả của duyệt right nốt left nó sẽ là 40, 37, 23, 18, 15, 13. Tại sao lại như vậy? Thì các bạn hoàn toàn có thể tự viết ra. Ok, cứ tự viết ra. Giả sử cái left nốt right đi. Left nốt right thì nó sẽ duyệt bên trái trước, xong mới duyệt đến nốt gốc, xong duyệt bên phải thì nó sẽ được cái thứ tự tăng dần, đó là left nốt right. Còn đối với right nốt left thì nó là duyệt bên phải trước, xong đến nốt gốc, xong mới duyệt bên trái. Còn đối với left right nốt thì trước là nó sẽ duyệt bên trái, duyệt bên phải, xong mới duyệt đến gốc. Ngược lại thì nó là right nốt left, à xin lỗi, là right left nốt thì nó là bên phải, bên trái, xong đến gốc, cứ như thế mà duyệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái chương trình của mình. Ở đây mình có cái mỗi một nốt có ba cái thông tin, đó là dữ liệu này, một cái con trỏ trỏ lên bên trái, một con trỏ trỏ lên cây con bên phải. Đây mình sẽ khai báo cái cây nhị phân là tree và khởi tạo cho nó bằng null. Mình sẽ tạo thông tin cho một nốt bằng cách chuyển đối số x vào, và ban đầu thì data là x này, con trỏ trỏ bên trái bằng con trỏ trỏ bên phải, ban đầu bằng null này, cho return p. Insert thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như t, tức là t khác null, nếu không thì tiến hành chèn t bằng new node, sau đó t sẽ bằng t. Chỗ này chèn thì chúng ta sẽ có mấy cái điều kiện như này: nếu như P trò đến đây chớ cùng với nốt, giá trị của nốt đã có sẵn thì chúng ta không chèn nữa, ta sẽ return. Okay. Còn nếu không, hợp P trò đến đây chớ, tức là giá trị của nốt cần chèn nhỏ hơn giá trị của cái nốt đang set, chúng ta sẽ insert chuyển sang bên trái là t trỏ đến left và chèn nốt p vào. Okay. Ngược lại thì nó là, ngược lại chỉ có một trường hợp thôi, tức là chúng ta sẽ insert nốt, cái này là t trỏ đến bên phải thì là right, chèn p vào. Ok, tức là cái nốt cần chèn chúng ta sẽ kiểm tra với cái nốt đang set, nếu như nó lớn hơn giá trị nốt đang set thì chèn bên phải, ngược lại chèn bên trái. Chúng ta đi tra đi kiểm tra lại, tức là gọi DQ đến cái hàm chèn này cho đến khi nào mà cái nốt T này nó là nốt null thì chúng ta sẽ gán nó là nốt P. Tức là luôn nốt P lúc này là chèn vào, tìm được đúng vị trí để cần phải chèn vào. Ok, đến hàm nhập này, chúng ta sẽ sử dụng vòng while, nhập cho đến khi chán thì thôi. Ok.
ta sẽ khai báo một biến. Ok, rồi. Chúng ta sẽ chia ra. Đó là hãy nhập x. Sau đó chúng ta xin in x if x ở x khác không ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành node p bằng create node create node chuyển đổi số x, đó là insert node p để là và p. Ok, nếu không, tức là trường hợp mà chúng bằng không ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành exit hoặc là break. Exit nó tất cả những gì. Ok, nhập thì nó như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xuất ra thôi, tức là chúng ta insert xong rồi. Insert là dễ, tức là cứ thỏa mãn lớn hơn bên nốt đang xét thì bên phải, không thì bên trái. Còn nếu như nốt đã hai giá trị mà trùng với cái nốt đã có thì chúng ta sẽ bỏ qua, không chèn nữa. Ở đây chúng ta sẽ có mấy cái kiểu duyệt như thế này. Và chúng ta sẽ duyệt đầu tiên là nốt left right, sau đó là left node right, sau đó left right node, tương tự node right node left và right left node. Mấy cái hàm này đều là hàm void hết. Đầu tiên là node left right. Ok, chúng ta chuyển vào g t, trong khi t khác rỗng hàng khác nguồn ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành giao ra t cho đến t thứ có một cái dấu cách. Sau đó là chúng ta gọi định quy của node left right p cho đến left. Các bạn phải chú ý là ở đây chúng ta node left right nên chúng ta phải xuất ra theo thứ tự. Đầu tiên là xuất node này. Ok, sau đó chúng ta tìm node bên trái. Vậy tìm node bên phải gọi định quy left right p cho đến right. Tương tự như thế thì có 5 hai hàm còn lại, đó là left node right g t t, thì chúng ta sẽ tiến hành left node right t cho đến left, sau đó chia ra t cho đến t thứ. Ok, sau đó là left node right của p cho đến right, cái này dùng nhiều thì mình copy lại đi. Voi cái này là left right node và node được xuất cuối cùng. Thì p nếu p thì chúng ta sẽ gọi đến left right node. Ok, cái này sẽ là p cho đến cũng là left trước. Sau đó là t gọi đến left right node là t cho đến right, cuối cùng là paste nó vào đây. Còn ba cái nữa, void cái này là node right left, ngược lại với cái node left right, cái này cũng chuyển chi t vào đây t, thì chúng ta sẽ paste nó vào đây. Sau đó là gọi đến node right left của t cho đến left, gặp t là t cho đến right. Sau đó là gọi đến node right left của t cho đến left, còn hai cái nữa thôi. Đây là right node left GT
Nếu T thì chúng ta sẽ tiến hành đó là right move left của T cho đến right V RNL của T cho đến left. Còn một hàm cuối cùng, mấy hàm này toàn là định quy nên rất là đơn giản, đó là right thì thì chúng ta sẽ tiến hành right left node P cho đến right, ok, so với bên trái này right left node T cho đến left, ok, cuối cùng là P cho right. Rồi giả sử chương trình của mình như thế này, return 0. Ok, bây giờ chạy thử xem là nó vấn đề gì không nhỉ? Giả sử mình nhập các thông tin như thế này, đó là 18, 13, 37, 15, 23, 40. Ok. Thu nhỏ nó lại đi. Ok, rồi, mình sẽ nhập này. Đây là nốt đầu tiên, nốt gốc 18. Nốt tiếp theo là nốt 13, nốt 37, nốt 15, 23 và nốt 40. Đây. Đây chính là cái kết quả duyệt của chúng ta. Ok. Chúng ta có thể quan sát đây, mình kéo nó sang đây. Tức là cây duyệt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì là nó sẽ duyệt theo kiểu left node right, tức là từ 13 cho đến 40. Ngược lại thì sẽ duyệt từ phải sang trái, tức là từ right sang left thì duyệt từ nhỏ đến từ lớn đến nhỏ. Còn cái trường hợp đầu tiên mình nói, tức là nó sẽ duyệt node left right, tức là 18 này. Ok, 18, 13, 15. Sau đó là 37, 23, 40. Đây, 37, 23, 40. Tiếp theo cái trường hợp ở đây, tức là duyệt nốt cuối cùng, thì nó là 13. Tức là nó sẽ là left, right, node. Ok. Left, right, node thì sẽ là 15 đầu tiên này. Đó là right này. Sau đó node này. Left không có. Chuyển sang right, xong đến node là 13, 15. À, xin lỗi, đây là 15, 13. 15, 13. Sau đó mới đến chỗ này là 23. Ok, tức là left. Sau đó đến right là 40. Đây, node. Đây, đến 37. Cuối cùng mới đến nốt gốc 18. Ok, tương tự như thế thì chúng ta sẽ duyệt đó là right, left, node. Tức là right, left, node. Bên phải, bên trái sẽ với nốt, tức là 40, 3, 23, 37, sau đến 15, ok, 15 sau đến 13, 13 sau đến 18, đây, 15, 13, 18, hoàn toàn chính xác, ok. Như vậy là mình vừa cùng các bạn thực hiện xong cái thao tác cơ bản, đó là chèn và duyệt cái cây nhị phân tìm kiếm. Còn clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách xóa, tìm kiếm, đếm, vân vân. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.